Chúa Nhật 31 thường niên Tin mừng theo Thánh Luca Sau khi vào Jericho, Đức giê -xu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức giê -xu là ai. Nhưng không được. Vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông, Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón trước người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia Kêu đứng đó thưa với Chúa rằng, Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức giê -xu mới nói về ông ta rằng, Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi vì người này cũng là con cháu tội phụ Abraham vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Kinh thưa Cộng đoàn Tin mừng hôm nay nói đến một người lùn nổi tiếng trong thành Jericho có tên là Gia Kêu. Gia Kêu là người đứng đầu những người thu thuế. Có thể vì tò mò muốn biết Đức Giêsu là người thế nào hoặc ông đã ngưỡng mộ và yêu mến Đức Giêsu nên ông cố gắng tìm mọi cách để gặp gỡ Ngài. Vì quá lùn và bị đám đông vây kín, ông Gia Kêu phải chạy lên phía trước, leo lên một cây sung để xem thấy Đức Giêsu. Khi đến cây sung, Đức Giêsu dừng lại, Ngài nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón trước Đức Giêsu. Hạnh phúc của Gia Kêu thật tràn đầy vượt quá lòng ông khao khát và mong ước. Ông chỉ muốn xem thấy Đức Giêsu thôi. Nhưng giờ đây, ông đã được chính ngài vào nhà ông. Gia Kêu ngỡ ngàng. Nhưng dân thành Jericho còn bị bất ngờ hơn nữa. Mọi người sầm xì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Thế nhưng, biến cố này là một bước ngoặt trong cuộc đời ông Gia Kêu. Ông được gặp gỡ Đức Giêsu thật sự, chứ không phải chỉ nhìn xem Đức Giêsu là ai nữa. Từ đây, ông thấy mình phải thay đổi cách sống phải chuộc lại những lỗi lầm và đền bù những bất công đã gây ra. Ông thưa với Đức Giêsu: Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Dân chúng càng kinh ngạc khi Đức Giêsu chẳng những đến nhà ông Gia-kêu, lại còn tuyên bố hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham vì con người đã đến để tìm và cứu những gì đã mất. Thưa Cộng đoàn, với cái nhìn đầy tình thương và cuộc gặp gỡ đầy lòng nhân hậu, Đức Giêsu đã biến đổi một con người tội lỗi trở thành người công chính từ một người bị cộng đoàn khinh chê ruồng bỏ. Ông được Đức Giêsu cho hội nhập vào cộng đoàn con cháu tổ phụ Abraham. Thưa cộng đoàn, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người tín hữu là được gặp gỡ Đức Giêsu một cách thật sự. Thế nhưng, chúng ta phải khao khát và tìm mọi cách như Gia Kêu vì khi gặp được Đức Giêsu thật sự là cuộc đời chúng ta được hoán cải và biến đổi. Nếu chúng ta tìm mọi cách để gặp Chúa, thì thế nào đời sống của chúng ta cũng sẽ được đổi mới. Tội lỗi chúng ta sẽ được tẩy xóa và tâm hồn chúng ta sẽ trở nên trong sáng hơn. Càng gặp gỡ Chúa trong thâm sâu của cõi lòng, chúng ta càng được biến đổi nếu cuộc đời chúng ta chưa thể hiện được một thay đổi quyết liệt thì đó là dấu chứng chúng ta chưa gặp gỡ Đức Giêsu thật sự. Bởi vì bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào với Đức Giêsu thì đều phát sinh một hiệu quả là thay đổi đời sống. Xin cho mỗi người tin hiểu biết khao khát gặp gỡ Chúa qua thánh kinh và thánh thể mỗi ngày để được ngài hoán cải và biến đổi hầu trở thành chứng tá cho tình yêu chúa amen